Quý cô bác và anh chị kính mến, ngày hôm nay Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, tiền bạc đủ đầy, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, sự thật tuyệt vời. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, tổ tiên báo mộng, phát tài cực mạnh, rất dễ trúng số giàu to, tiền giàu như nước, đổi đời xứng tầm đại gia, đúng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Quý khán giả thân mến, người xưa có câu, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Cuộc đời con người là một dòng luân hồi nhân quả. Những gì bạn gieo bây giờ sẽ là những gì bạn gặt trong tương lai. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi còn sống từng có một từ cửa miệng, đó là thôi kệ. Ai làm gì nói gì không hay, ai xấu, ai ác, ai làm mình buồn, ông đều tóm lại, thôi kệ. Cuộc đời có bao lâu, kiếp người sinh ra ngắn ngủi, như chim bao, như bóng nổ, như găng tay. Và trong video ngày hôm nay, nhằm giúp quý bản mệnh sống có kế hoạch hơn với bản đồ lá số của mình, quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu vận số của con giáp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Từ đó nắm rõ mệnh số của mình sẽ ra sao từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch đặc biệt này nhé. Trong 12 con giáp, tuổi Mậu Tuất là biểu tượng cho con chó, sinh vật thứ 11 trong hệ tử vi. Tuổi Mậu Tuất có thiên can Mậu, dương thổ địa chi Tuất, dương thổ can và chi cùng hành thổ. Quan hệ tương hợp này giúp cho mệnh chủ là những người có thực lực hơn người, cuộc đời gặp nhiều may mắn, ít trắc trở. Nếu sinh vào mùa đông xuân và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh. Vận trình cuộc đời nhàn hạ, sung túc, ấm no. Phần lớn Mậu Tuất sống sớm xa gia đình. Mậu Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trau chuốt tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong cuộc sống. Mậu Tuất không phải kẻ tham lam, họ có tinh thần tập thể cao, thích các hoạt động xã hội, nhưng lòng hay lo nghĩ, tâm trạng ít khi được nhàn nhã. Nhìn chung, tuổi Mậu Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà, trong bất cứ công việc gì. Họ sẽ luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất phẩm giá của con người mình. Trong các mối quan hệ, người tuổi Mậu Tuất thường được mọi người yêu mến, kính trọng bởi họ luôn có cách giải quyết thông minh, thấu tình đạt lý trong mọi tình huống. Tuy luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng thực chất Mậu Tuất thường sống rất cẩn thận, không dễ dàng đặt niềm tin vào bất kỳ ai. Tuổi Mậu Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân. Họ thẳng thắn và dị tha, sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác, nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của chính mình. Tuổi Mậu Tuất không chú trọng về chuyện tiền bạc, nhưng họ lại rất quan trọng chuyện đi kiếm tiền. Họ trung trực, ngay thẳng và thẳng thắn, nên trong các quan hệ xã hội, họ có thể gặp những chuyện không hay. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật chất. Họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật mâu thuẫn, đôi khi ở khía cạnh tiêu cực. Tuổi Mậu Tuất là những người khá bảo thủ, hay cả thẹn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Chính vì sự giỏi giang và thấu hiểu mọi sự mà họ có những lúc bảo thủ và không nghe ai nói. Những khi có việc xảy ra cùng cả nhóm, tuổi Mậu Tuất sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ như một trưởng nhóm thực sự. Được giao việc khi có việc xung đột, mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề chứ không hận thù. Họ cũng là người khá đa nghi, nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Tuổi Mậu Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng, người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ.
Bản thân tuổi Mậu Tuất ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng, lối hành xử thô bỉ đối với họ thì chắc chắn họ sẽ không làm việc với những người có tác phong này và cũng thường không gần gũi. Không chỉ ý thức về bản thân, mà Mậu Tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng, lẽ phải, chân lý trong cuộc sống. Họ luôn biết cách cư xử và có mối quan hệ chan hòa với mọi người. Tuổi Mậu Tuất có tuổi trẻ khá vất vả, đều thành công từ hai bàn tay trắng. Bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Họ không chê bai ít hay nhiều, bản thân họ biết mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội. Do đó, mọi việc làm của họ đều thuận thành và suôn sẻ. Có thể nói rằng, họ là người luôn đặt mục tiêu rõ ràng, trước khi làm việc đều có kế hoạch rõ ràng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng do đó mà con đường sự nghiệp gặt hái vô số thành công, mọi việc làm của họ đều có sự tính toán từ trước, phần thắng nắm chắc trong tay thì họ mới tiến hành. Bởi thế, khả năng thất bại của họ dường như không có, nếu có cũng từ tiểu nhân ganh ghét mà ra, cần chú ý cẩn thận nhé. Tuổi Mậu Tuất số không được cậy nhờ, thân độc, sống chủ yếu tự thân vận động lập nghiệp, người này cần chú ý khi hợp tác làm ăn, vì dễ bị phản phúc, lừa gạt, cuộc đời thường cô quạnh, của cải làm ra thường khó giữ được, cần chú ý. Tuy nhiên, về hậu vận lại an nhàn, ấm no, vì họ có nghề nghiệp ổn định, không phải lông bông. Họ là người có học, tuy nhiên khó giàu, song họ vẫn là người sáng suốt, tính toán cơ mưu khi gặp việc khó khăn. Người tuổi Mậu Tuất rất thành thật và khiêm tốn. Họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Như sách ghi chép vận mệnh, những người tuổi Mậu Tuất mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn họ mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo vật, đôi khi tự cao tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất làm một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi đến trung vận mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Xét tổng quan vận trình tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Nguyệt lệnh mộc dục khiến cho tình trạng công việc của bản mệnh thời gian này dễ có những thay đổi không mong muốn, vì không thể làm cho tình hình cải thiện, nên bạn cảm thấy hoang mang, thậm chí là lạc hướng. Thay vì cố gắng kiểm soát, bản mệnh nên học cách để hiểu tình hình, nhận ra vai trò thực sự của mình để tùy cơ ứng biến cho phù hợp. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện nhẹ nhàng chứ không đến nỗi khó khăn như bạn vẫn nghĩ. Tam hội sẽ giúp Mậu Tuất nhận được nhiều sự che chở và yêu thương từ mọi người. Không những thế, thời điểm này còn trao cho bạn nhiều cơ hội để đánh giá lại các mối quan hệ và tránh xa những điều độc hại. Tình hình tài chính của bản mệnh khá ổn định. Thời điểm này, bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu theo ý muốn, nhưng không có nghĩa là dung tay quá tráng. Nếu không, sắp tới bạn sẽ không đủ tiền để chi trả cho cuộc sống của mình. Vận trình tình cảm của bản mệnh trong thời gian này cũng có nhiều dấu hiệu tốt. Tiếp theo sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Xem tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, vận trình tài lộc của tuổi Mậu Tuất luôn rất khó đoán, nên ngay khi có cơ hội tốt hãy tận dụng. Tuy nhiên, không nên quá liều lĩnh, bản mệnh nên ưu tiên những chiến lược an toàn, có tính dài hạn, không nên chỉ tập trung vào cái lợi trước mắt. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Xem tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy, tuổi Mậu Tuất được chính ấn che chở để bản mệnh có thể tập trung hoàn thiện công việc, sớm đạt được các mục tiêu. Thời gian này dự báo bản mệnh khá bận rộn, nhưng được làm việc mình yêu thích, nên dường như bạn không biết mệt mỏi, tất cả những suy nghĩ chỉ xoay quanh công việc và tiền bạc trong thời điểm này. Tuy nhiên,
vẫn có những thay đổi khó lường khiến bạn tiếp tục phải thích nghi. Đôi khi bạn cảm thấy nghi ngờ với cả chính mình khi nhận thấy có những chuyện diễn ra không đúng kế hoạch. Nhưng thay vì cố bám theo những mong muốn của mình thì bạn nên học cách linh hoạt hơn, tận dụng tốt những gì mình đã có, hạn chế những gì được xem là điểm yếu. Dần dần con đường của bạn sẽ sáng tỏ hơn. Đôi khi đi lệch hướng và nhận ra sai lầm của mình cũng là cần thiết để bạn tự mình đánh giá lại, không bị mù quáng với những quyết định có phần độc đoán của mình. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, Nhất Bạch bay vào cung Tây Bắc là điểm báo tốt lành, mang tới điểm quý nhân phù trợ cho công việc của bản mệnh tiến hành trôi chảy. Giao dịch hay ký kết hợp đồng đều thu về kết quả khả quan. Dự báo có thể có một người bạn nào đó sẽ đưa ra những lời đề nghị cộng tác làm ăn, hoặc đơn giản là họ có một kế hoạch kiếm tiền rất thú vị và muốn bạn hợp sức. Dù công việc này nghe có vẻ hơi mơ hồ, nhưng ít nhất bạn vẫn thấy rất thích thú. Có chút tiền, bản mệnh lại thích khoe khoang, trưng diện cho mình về vật chất. Nó chỉ tô điểm cho vẻ ngoài và được người khác ngưỡng mộ. Còn thực chất bạn có tiền hay không thì chỉ có mình bạn mới biết. Nếu bạn cứ tiếp tục hoang phí thì cuộc sống sắp tới lại càng khó khăn đấy nhé. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Sức khỏe của tuổi Mậu Tuất trong thời điểm này không có biểu hiện nào đáng lo ngại. Tuy nhiên, bạn hãy cứ duy trì lối sống lành mạnh để đảm bảo thể lực và trí lực của mình. Mình có bệnh thì hãy đi khám, đừng vì bất cứ lý do chủ quan hay khách quan nào mà lơ là các vấn đề sức khỏe của mình bạn nhé. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này thời tiết có phần dễ chịu, bản mệnh cảm thấy ăn ngon miệng hơn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên ăn quá nhiều đồ bổ béo gây rối loạn tiêu hóa. Luôn giữ mức ăn vừa phải, đừng để trong tình trạng quá no, gây quá tải cho cơ thể của bạn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Xem tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy, ngũ hành tương sinh mang tới tín hiệu tích cực trong chuyện tình cảm gia đình của con giáp tuổi Mậu Tuất. Những căng thẳng của các gia đình lúc này hoàn toàn được hóa giải. Hơn nữa, khi hiểu rõ những tác nhân dẫn đến những hành động, lời nói vô lý của người thân, thì bạn cũng nên dễ thông cảm hơn. Khi bạn biết nói những câu an ủi thì một nửa của bạn cũng cảm thấy ấm áp và tin tưởng hơn tình cảm của gia đình. Tiếp theo sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày 1 của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 7 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Xem tử vi 3 ngày này tuổi Mậu Tuất cho thấy, thời gian này bạn hãy sẵn sàng tinh thần cho những thử thách, gian nan. Nhưng điều tuyệt vời là bạn thể hiện được năng lực của mình và mọi thứ được ghi nhận bằng những thành quả mà ai cũng thấy rõ. Đế dượng nhập mệnh nên không ít người tuổi này trở nên cao ngạo hơn khi bản thân có thành tích, còn người khác thì không. Nếu bạn còn duy trì thái độ này thì cuộc sống của bạn sẽ lao đao, vì có những người do ghen ghét mà tìm cách gây hại. Lời khuyên cho bạn là nên khiêm tốn, vì trong thế gian còn rất nhiều người giỏi hơn bạn, chỉ có là họ chưa có cơ hội để bạn gặp gỡ mà thôi. Nhất là khi thời điểm này có kiếp tài, càng dễ khiến bạn bị mất tiền vì chủ quan. Họ có thể lợi dụng điểm yếu trong tính cách của tuổi Mậu Tuất để lợi dụng mà kiếm lợi, sau đó biến mất, để lại bạn với đống nợ. Tam hội ghé thăm, dự báo bản mệnh được nhận nhiều sự giúp đỡ. Có thể bạn sẽ nhận được sự ủng hộ và cộng tác từ nhiều thành viên khác tại nơi bạn làm việc. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, nhìn chung không có khó khăn nào có thể cản đường con giáp tuổi Mậu Tuất. Vì bạn là người giỏi giang, có năng lực, luôn hết mình vì công việc, bản mệnh rất giỏi trong khoản thể hiện bản thân và xúc tiến công việc hiệu quả. Đó chính là kỹ năng lãnh đạo cần thiết để tự tin dấn thân vào vai trò mà bạn đang chờ đợi. Bạn sẽ được đánh giá cao về thành tích đạt được và có thể chính điều này khiến bạn có chút kiêu căng. Có một số người tìm cách đối đầu, thời gian này có thể thấy con giáp tuổi Mậu Tuất sẽ trải qua những ngày tháng bận rộn trong công việc, không có thời gian cho những khía cạnh khác của cuộc sống. Nữ hoàng bay về phương chính Tây, bản mệnh có thể gặp phải họa quan trường. Bạn không nên mâu thuẫn với những người quyền cao chức trọng, hoặc nói năng thiếu suy nghĩ để lộ sơ hở cho kẻ khác lợi dụng. Xem tử vi hàng ngày của tuổi Mậu Tuất chỉ ra rằng, con giáp này có thể kiếm được tiền, nhưng việc mất tiền cũng xảy ra đồng thời, thế nên cần ưu tiên những giải pháp an toàn nhất có thể. Có thể thấy,
Nhiều người không cân đối được việc thu chi, bản mệnh có xu hướng mua sắm để thỏa mãn cái tôi nhiều hơn là nhu cầu thật sự để đáp ứng cuộc sống hiện tại trong những ngày này. Khi bạn tin rằng mình giỏi thì có càng nhiều cái bẫy to hơn được giăng ra. Do đó, con giáp tuổi Mậu Tuất cần cẩn thận với những kẻ nịnh bợ, lợi dụng lòng tham để lừa đảo. Sự xuất hiện của kiếp tài nhắc nhở bản mệnh nên thận trọng trong những chuyện liên quan đến tiền. Đi đâu cũng phải kiểm tra cẩn thận trước khi rời nhà, đóng cửa then cài kẻo bị mất trộm. Tình hình sức khỏe của tuổi Mậu Tuất trong những ngày này có dấu hiệu đi xuống vì bản mệnh không đủ quan tâm với những thay đổi trong cơ thể. Những người càng bận rộn càng lơ là việc ăn uống đúng giờ, từ đó mới phát sinh ra nhiều bệnh khác nhau. Bệnh thường thấy nhất của con giáp tuổi Mậu Tuất thời điểm này liên quan tới dạ dày. Thời điểm này, dương khí ngày càng suy yếu, âm khí ngày càng tăng trưởng, dễ tổn thương phổi. Vì thế, bản mệnh phải hết sức thận trọng với các vấn đề liên quan tới bộ phận này. Tiếp theo là tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Thương quan xuất hiện trong thời điểm ngày này dự báo con giáp tuổi Mậu Tuất sẽ phải đối mặt với khá nhiều căng thẳng. Chủ yếu là áp lực từ những người xung quanh, bạn hãy cố gắng điều chỉnh suy nghĩ, tránh đưa bản thân rơi vào những lo lắng không tên đang ăn mòn ý chí của bạn. Nguyệt lệnh lâm tử cho thấy, dù bản mệnh là người thông minh nhưng tính hay do dự, sẽ khiến bạn mất đi nhiều cơ hội tốt, bạn cần tìm hiểu, tham khảo các thông tin để cân nhắc, nhưng cũng đừng quá phụ thuộc vào ý kiến của người khác, hãy lắng nghe sự mách bảo của lý trí. Thời điểm này cũng không phải là thời gian thuận lợi cho con giáp tuổi Mậu Tuất theo đuổi danh lợi, do đó thì không cần cố tỏ ra bản lĩnh làm gì, vì bạn chỉ nhận về mình phần thua thiệt mà thôi. Tháng cô hồn tuy cuộc sống ổn định hơn trước, nhưng lúc này có phần chậm tiến, lý do có thể là xuất phát từ thái độ bảo thủ, cứng nhắc của bản mệnh mà thôi, nhiều việc không như ý nên bản mệnh có xu hướng đa cảm, buồn phiền, nghĩ ngợi miên man. Thay vì ngồi đó suy nghĩ thì bạn nên hành động quyết liệt hơn, chăm chỉ làm việc nhà cũng là cách để bạn tránh tình trạng nhàn cư vi bất thiện đấy nhé. Tam hội cho thấy, những ngày này bản mệnh cũng nên tận dụng khoảng thời gian để kết nạp thêm nhiều bạn mới. Ngoài ra, thì các mối quan hệ cũng trở nên hòa hợp, tạo điều kiện thuận lợi để bạn tập trung phát triển các khía cạnh khác trong cuộc sống trong thời gian tới. Tử vi hàng ngày của tuổi Mậu Tuất cho thấy, thất xích bay về Tây Bắc, những chuyện ngoài ý muốn cứ liên tiếp xảy ra, nhưng hầu hết chúng nằm ngoài khả năng kiểm soát của con giáp Mậu Tuất. Vì thế, đừng tự trách bản thân mình quá, dù sao bạn cũng đã nỗ lực rất nhiều rồi. Một điều mà bản mệnh nên lưu ý trong lúc này, đó là nhất định tránh xa những cơ hội rủi ro. Có nhiều tác nhân gây ngăn trở cho cuộc sống của bạn trong tháng thời điểm này, do đó, các kế hoạch to lớn nên để sang thời gian khác thích hợp hơn. Người nào đang có ý định nhảy việc thì không nên, vì có thể bạn sẽ chuyển đến một nơi tệ hơn là bạn nghĩ. Hãy cứ trân trọng cơ hội mà bạn đang có, nếu vẫn nung nấu muốn tìm cơ hội mới thì chỉ nên thực hiện âm thầm mà thôi. Tháng cô hồn này, người tuổi Mậu Tuất cũng trở nên nhạy cảm hơn khi gặp các tình huống khó xử. Vì vậy, hãy cố gắng tiết chế lời nói để tránh xảy ra những hiểu lầm không đáng có nhé. Bạn không để ý nhưng mạng xã hội đang tác động xấu đến cuộc sống của bạn, đã đến lúc hạn chế việc sử dụng chúng. Điều đó có nghĩa là cai mạng xã hội hoặc hạn chế tiếp xúc với các thiết bị điện tử nhiều nhất có thể, để đầu óc của bạn được thật sự thư giãn. Tài lộc không có dấu hiệu tăng tiến so với trước đó, vì bản mệnh đang phải tập trung vào các giải pháp an toàn. Đôi khi giữ cho mình không mất tiền cũng là đầu tư có lợi rồi. Với những khoản đầu tư được mời chào là có lãi suất lớn, thì ngay lập tức tránh xa. Nhất là khi người nhà giới thiệu cho bạn những cơ hội này, bạn sẽ có xu hướng ngại từ chối. Nếu cần thì nói rằng bạn đang túng thiếu thì làm gì có tiền đầu tư. Có thể thấy, tháng cô hồn có những khoản chi tiêu bất ngờ ngoài tầm kiểm soát. Con giáp tuổi Mậu Tuất đành phải cắt bớt những khoản chi tiêu không cần thiết. Cho dù thế nào thì cũng không nên mua sắm bằng khoản tiết kiệm, đề phòng cho những lúc khó khăn bạn nhé. Tử vi của tuổi Mậu Tuất cho thấy, bản mệnh lúc này thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi, cũng vì một phần bạn lười vận động cơ thể hơn trước. Đúng là trời nắng thì không nên ra đường quá nhiều, nhưng dù ở nhà cũng nên duy trì các bài tập nhẹ nhàng. Ngoài ra thì bắt tay vào làm việc nhà cũng là cách để bạn cải thiện tâm trạng tốt hơn đấy. Mỗi khi buồn, chỉ cần đứng lên dọn nhà rửa bát, bạn sẽ quên mất mình đang buồn vì điều gì rồi. Trong các bữa ăn hàng ngày, người tuổi Mậu Tuất cũng cần chú ý ưu tiên những món bổ gan dưỡng thận nữa nhé.
Các bộ phận này thường chịu ảnh hưởng tiêu cực trong những ngày thời tiết giao mùa nữa đấy. Không những thế, bản mệnh cũng không nên xem nhẹ sự hiện diện của thương quan từ nay đến rằm tháng 7 cô hồn. Chúng nhắc nhở bạn nên thận trọng khi tham gia giao thông trong lúc này, nếu không cẩn thận sẽ dễ gặp tai nạn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo đây là cách giải xui chuẩn phong thủy cực dễ làm trước rằm tháng 7 âm lịch để đón may mắn và tài lộc. Dọn dẹp nhà cửa. Một không gian nhà ổn định và gọn gàng sẽ giúp năng lượng tích cực dễ dàng lưu thông, trong khi một ngôi nhà lộn xộn có thể tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đang đi không đúng hướng. Để biến đổi tình hình này, hãy bắt đầu bằng việc làm sạch và sắp xếp những thứ xung quanh bạn, loại bỏ những đồ không còn giá trị hoặc không cần thiết. Tiếp theo hãy dành thời gian lau chùi nhà cửa, loại bỏ bụi bẩn và mạng nhện, xem xét việc tái cấu trúc, bố trí đồ đạc theo nguyên tắc phong thủy để tối ưu hóa luồng năng lượng, và cuối cùng một lớp sơn mới sẽ làm tươi mới và tái sinh không gian sống của bạn. Đem tỏi theo bên mình. Tỏi không chỉ là một gia vị phổ biến trong bữa ăn hàng ngày, mà còn được coi là một vật phẩm trừ tà. Nhiều người tin rằng mùi đặc trưng của tỏi có khả năng đẩy lùi năng lượng xấu. Trong nhiều bộ phim từ Trung Quốc đến Việt Nam, tỏi thường xuất hiện như một biện pháp chống lại ma quỷ. Trên thực tế, tỏi được cho là có khả năng loại bỏ tà khí, tránh xa giận xui, cân đối năng lượng âm dương và mang lại sự may mắn cho người sử dụng. Để tận dụng hiệu quả của tỏi trong việc trừ tà, bạn chỉ cần sử dụng phần lõi một lượng tỏi nhỏ đặt trong túi và mang theo bên mình đã có thể giúp bạn bảo vệ mình khỏi năng lượng tiêu cực. Treo gương bát quái. Việc sử dụng gương bát quái trong việc trừ tà và xả xui đã trở thành phương pháp phong thủy được nhiều người áp dụng. Gương này được cho là có sức mạnh phản chiếu và đẩy lùi năng lượng tiêu cực cũng như các thế lực bất lợi. Tùy thuộc vào dạng của gương lồi lõm hay phẳng mà có cách treo đặc trưng. Không chỉ vậy, việc lựa chọn gương bát quái cũng cần phải tương thích với tuổi và hướng nhà của chủ nhân. Nên đặt gương này ở vị trí trên cửa chính hoặc cửa sổ đối diện với ngoại thất. Khi tiến hành treo, nên tiến hành lễ với thổ địa và đọc lời cầu nguyện. Đốt trầm. Trầm hương là biểu tượng truyền thống của Phật giáo và phong thủy. Khi cháy, trầm hương phát ra một hương thơm dễ chịu và tinh khiết, thể hiện sự hòa quyện giữa trời và đất. Còn được mô tả như là mùi vị của niết bàn. Khi bạn thắp trầm hương trong nhà, không gian sẽ trở nên thanh lọc, loại bỏ các năng lượng tiêu cực và giảm thiểu rủi ro, xui xẻo. Hơn nữa, hương trầm khiến tâm hồn con người trở nên thanh thoát và yên bình, như thể tìm thấy sự giác ngộ nội tâm. Sử dụng muối. Từ xưa có quan niệm rằng đầu năm mua muối, cuối năm mua dôi, qua cầu này mới được coi là biểu tượng của sự may mắn, sự bình yên và khả năng trừ tà, loại bỏ năng lượng tiêu cực. Rất nhiều người áp dụng việc sử dụng muối như một biện pháp xua xui. Điểm thuận tiện là hầu như mỗi gia đình đều có muối, nên việc áp dụng phương pháp này trở nên dễ dàng. Bạn có thể thử giải muối ở ngưỡng cửa hoặc phía trước sân để ngăn chặn năng lượng không tốt. Thậm chí sắc muối xung quanh khu vực giường ngủ hay cửa phòng cũng là một cách được nhiều người lựa chọn. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.